Alo em, đây nha, check cái bài tập của em nhá. Cái đầu tiên thì mình sẽ nói đến cái liên hệ giữa cái model và cái layout trước nhỉ. Thì ở trên cái model của em ý, thì anh thấy nó có một cái model của em ý, anh thấy nó có một cái như này này. Tức là mình chuẩn bị cái model nó chưa được tốt lắm. Ở đây thì khi mà anh đưa ra thì anh nhìn thấy là em vẫn đang để cái mặt cắt ở phía dưới. Đấy, thì tốt nhất khi mà mình dựng ấy, mình nên để cái phần này nó ở gần với đối tượng gốc này thì nó sẽ dễ chịu hơn. Tất nhiên là bây giờ nếu mà anh sửa ấy, thì nó sẽ nhảy cả bên layout, cho nên là bây giờ anh sẽ để nguyên như của em, và mình nên ẩn cái đối tượng này đi nhá, ẩn cái đối tượng mặt cắt này đi thì nó sẽ không bị cái nền ghi ghi mà em đang bị đây. Thế thì bây giờ trong này có mấy cái này. Thứ nhất, bây giờ em đã để cái nền ngoài màu trắng thì cũng được, không vấn đề gì, hoặc là em sẽ đổi cái nền đấy nó thành màu trắng luôn. Ví dụ như là ở trong cái style này nhá, cái ở cục ở giữa này này, thì em có thể đổi xem nào, đây back color đây, đổi cái nền đấy thành màu trắng luôn, mình có thể đổi hoàn toàn cái nền đấy thành màu trắng luôn, cái nền phía dưới này này, nếu mà em muốn dùng, đây là sky này, đây là ground, ví dụ như là em muốn đổi cả những đối tượng này luôn đấy nhá, thì cái nền ở dưới này nó cũng màu trắng luôn này, thấy chưa? Đấy, nó rất là dễ, nó dễ sử dụng như thế thôi. Sau đó thì cái phần này của em thì em nên ẩn nó đi. Như ẩn nó đi thì ẩn không phải là mình ẩn theo kiểu như này, mà mình bấm ở trên này. Đấy, thì toàn bộ cái này của em nó đang là màu trắng luôn rồi, thấy chưa? Bây giờ thì mình sẽ cập nhật nó, và mình cập nhật nó này, sau đó Ctrl S lại thì anh sẽ lưu file mà của em gửi nhá. Bây giờ sang bên này. Sang bên này thì hiện tại thì cái phần file này của em, cái phần model nó đã link đến đây rồi, đúng không? Mình chỉ có đơn giản là mình update lại nó thôi. Mình update lại thì nó sẽ được. Đấy. Thì toàn bộ cái hệ này của em nó đã có một cái nền trắng giống hệt như cái nền của cái phần in. Đấy chưa? Đấy là cái đầu tiên nhá. Cái phần dựng thì anh thấy khá là ok rồi. Các cái phần này thì mình chỉ có luyện tập để mình hình dung về cách làm thôi. Sau này sẽ tùy vào công trình của em để mình làm. Tiếp theo ở đây anh thấy một cái rõ nhất mà nó còn bị lỗi. Đấy là cái phần dim này. Cái phần dim này của em thì anh thấy nó chưa được ổn lắm. Để mình có thể sửa nó ngon lành. Ở đây chưa được ổn là như này này. Khi mà em dim nhá, thì nó đang bị cái tình huống như này. Nó đang bị cái tình huống là nó đang bị dính với cái đối tượng em dim này. Thứ hai là cái phần chân dim của em nó đang không đều nhau. Thấy không? Nó cứ bị vào trong rồi ra ngoài như này. Thì các cái phần này mình sẽ phải chỉnh cho nó ngon lành hẳn lại. Bây giờ anh sẽ xem cái phần layer. Cái phần layer thì nếu mà em tắt được các cái phần nền phía dưới ấy, ví dụ như này, mình sẽ phân biệt phần text ra, mình phân biệt phần layout ra. Ở đây em tạo ra thì em phải sử dụng, chứ không phải là mình tạo ra thì mình để đấy đâu nhá. Cái phần layout này thì thường mình sẽ để ở phía dưới cùng, được chưa? Các phần text ở trên. Đấy, thì đây nó là chính là cái phần layout này. Đây là những cái phần layout của em này. Đấy nhá. Đấy, đây là những cái phần layout. Thì những cái này mình sẽ để nó là cái phần layer là layout. Được chưa? Tất nhiên là cái phần này thì mình không nên chọn cái dạng này nhá. Đây này, layout này này. Mình chỉ để cái thông thường này thôi nhá. Đây này. Để ý cái chuột của anh. Được chưa? Đấy. Thì cái phần này của em bây giờ nó đã thuộc về layer layout và mình có thể tắt nó đi được. Tiếp theo là những cái phần text này của em. Mình cũng làm tương tự. Đúng không? Mình sẽ chuyển nó về layer text. Và từ cái phần text này thì mình có thể tắt nó đi được. Đấy. Thì khi này em sẽ thao tác nó một cách rất là đơn giản. Ví dụ như anh chọn toàn bộ dim ở đây. Dim đây nhá. Và anh có thể chỉnh được cả cái phần hệ dim này. Ví dụ như là cái chiều dài chân dim, anh để bằng 8 chẳng hạn. Đúng không? Thì toàn bộ cái hệ chân dim này nó sẽ có chiều dài như thế. Ở đây thì của em nó đang khá là lộn xộn. Đúng không? Cái phần dim trên dưới của em thì nó đang bị ngắn quá, nó đang bị thiếu đất đúng không? Thì mình có thể bỏ đi một cái cũng được, bỏ cái kích thước phủ bì này đi, hai cái này gần giống nhau à. Đấy, thì có thể chấp nhận những cái phần này đi. Ở đây thì anh thấy là chỉnh ra 8 thì nó cũng, cái phần chân dim của em nó rất là ngô nghê nhỉ. Càng chỉnh dài ra thì càng sai là thế nào nhỉ? À, mình phải chỉnh cái len này chứ. Đấy nhá, chuyển về cái len này. Sau đó ở đây mình chỉnh khoảng 8 xem nào. Rồi, thế thì phần này em chọn toàn bộ dim nhá. Sau đó thì mình chọn sang cái len này.
và mình chỉnh cái độ dài phù hợp. Ví dụ thông thường thì anh hay để nó khoảng 12, nhưng ở đây thì ví dụ như là cái phần đim của em nó đang không còn đất để làm ấy, thì mình có thể để nó ngắn hơn, được chưa? Ví dụ như này thì toàn bộ cái chân đim của em nó sẽ ok nhìn như thế này. Sau này khi em đim thì em có thể bấm lệnh S này, sau em hút cái phần đim này thì từ cái phần đim phía sau nhá, nó sẽ tự động nhận luôn cho em cái phần như mà em đã hiệu chỉnh, được chưa? Đấy, nó chỉ đơn giản thế thôi. Bây giờ bật lại các cái phần kia xem nó có ổn hay không. Cái này thì mình phải điều chỉnh dần dần ở trong quá trình mình làm ấy. Thì ngay từ đầu nếu mà em có cái phần chân đim này nó ngon lành thì cái phần kia em sẽ không còn bị lỗi nữa, đúng không? Các cái phần này của em nó sẽ không còn bị lỗi nữa. Trong trường hợp như này thì bây giờ mình sẽ phải chỉnh từng cái thôi, chả có cách nào cả. Ví dụ như này anh sẽ đẩy nó lên, tạm thời đẩy nó lên đã để cho nó thoát khỏi cái phần đim này đi đã. Xong rồi từ những cái đối tượng này thì bắt đầu mình lại kéo nó xuống để cho nó phù hợp hơn, vì nó nằm trong khuôn khổ cái khung của em. Đấy, tương tự như thế nhá, cho các khu vực này. Cái phần này bởi vì nó nằm ở giữa chứ nó đang bị lấn, cái này thì hiện tại đang chưa sửa được. Thằng này nó nằm ở trên cái phần đi mà. Đấy, hiện tại đang chưa sửa được, phải chấp nhận là nó có một cái phần như kiểu như thế này. Thấy chưa? Đấy. Thì cái bài của em chỉ có hiệu chỉnh nhỏ nhỏ như thế thôi. Ở đây thì mình phải ghi thêm cái phần tiêu đề nhá, tiêu đề cho bản vẽ, ví dụ như là mặt bằng cải tạo hay mặt bằng hiện trạng thì mình phải ghi vào đây. Ở dưới này, ở các cái phần này thì em nên để cho nó, ví dụ như mình căn đoạn này mình căn đề giữa thì nó sẽ đẹp hơn này, thẳng vào giữa cái phần hình này, đúng không? Thẳng vào giữa cái phần hình này đấy, thì từ trên xuống dưới thì nó sẽ ok hơn. Ở đây của em thì như có cái đoạn đây, ngay từ đầu nếu mà em căn lề giữa của cả đối tượng này luôn ấy, ví dụ như ở trong cái này phần text này thì mình để nó là căn lề giữa này đấy, thì thằng này lúc nào mình chỉnh nó sẽ luôn luôn ở giữa, nó sẽ tức là về cái cách thức mình trình bày nó sẽ dễ hơn rất là nhiều nhá. Rồi thì hiệu chỉnh những cái phần như thế để cho hoàn thiện cái bài này.